dừng lại ở cấp độ chính phủ với những chuyến thăm cấp cao. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp, Ngài Gerard Laxer vào tháng 12 năm 2022, và chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Ngài Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm 2021, mà còn lan tỏa đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Tôi cảm thấy rất là tự hào trước những dấu ấn quan trọng và bền vững của Pháp trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, từ giáo dục cho đến các công trình nổi tiếng có giá trị lớn về lịch sử kiến trúc cho đến tận ngày hôm nay. Bên cạnh đó, hai nước cũng có nhiều chương trình trao đổi và hợp tác đào tạo đại học và sau đại học rất là phong phú, đa dạng, với nhiều thỏa thuận đã được ký kết giữa các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu. Hiện nay có khoảng gần 7.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng được mở rộng với sự tham gia của 24 địa phương của Pháp và 33 tỉnh thành của Việt Nam. Và hội hữu nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 cũng đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2023, cũng là một cái minh chứng cho sức sống của quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước chúng ta. Thưa toàn thể các quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với các địa phương của Pháp. Nổi bật là quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon với nhiều công trình như là chiếu sáng kỹ thuật tại trụ sở Ủy ban dân thành phố, trụ sở của Bảo tàng thành phố, tại Nhà hát thành phố, Tòa nhà Bưu điện và Bảo tàng Mỹ thuật. Tháng 3 vừa qua thì dự án chiếu sáng cho Tòa nhà Kho bạc thành phố cũng đã được khánh thành, tiếp tục tô điểm thêm cho mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đón tiếp Bộ trưởng Ngoại thương, Thu hút kinh tế và Công dân Pháp đến thăm và làm việc tại thành phố. Tháng 6 năm 2023 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp. Các chuyến thăm đã cho thấy tầm quan trọng của thành phố trong quan hệ song phương, góp phần củng cố quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực. Với những chính sách thông thoáng và cởi mở, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón và tạo điều kiện để các đoàn lãnh đạo, các doanh nghiệp và người dân Pháp đến với thành phố. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, với Tổng lãnh sự quán Pháp để triển khai hiệu quả các chương trình và các dự án hợp tác song phương, đặc biệt là trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta trong năm 2023 này. Với những kết quả đáng khích lệ mà hai nước chúng ta đã đạt được, tôi tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong không khí thắm tình hữu nghị hôm nay,